Nam Nam Bắc Hàn trên đường thân hữu sau gần 65 năm, trong khi tại Việt Nam chỉ có 21 năm, tức là 75 và tới 54. Thật là công trời biển của Đảng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản. Vâng, thưa các em, thưa các em, bây giờ là thế giới đang chú ý vào cái chuyện mà đấy, Bắc Hàn đồng ý là gửi một phái đoàn đi sang cái Thế vận hội bên Nam Hàn. Không những thế rồi, lại còn đưa cả một cái đoàn fan đó để mà đi qua ủng hộ. Thế rồi thì là nó mới cái cổ động viên đấy. Vâng, cổ động viên đi qua ủng hộ. Và cái này nó rúng động ở trên thế giới. Bởi vì rằng thì là ông Donald Trump thì ông nói là nhờ công của ông ấy ép cái thằng Bắc Hàn này và nhờ Liên Hiệp Quốc ra cái nghị quyết để mà nghĩa là bao vây nó. Cho nên thằng này nó mới đành liên lạc với nhau. Nhưng mà với tôi thì tôi nhìn rằng thì là người Đại Hàn, người Cao Ly đó là họ là cái người họ yêu đất nước của họ. Trước đây đó, mấy ông tổng thống cũ đã có cái chương trình ánh chiêu dương đó. Thành ra mình mới thấy rằng thì là để mà thống nhất đất nước đó, rất nhiều những trở ngại. Thế giới nó không muốn cho mình thống nhất đâu. Do đó mà tôi mới thấy rằng thì là Việt Nam ta chỉ mới năm 54, tức là chia đôi đất nước, mà tới năm 75 mới có 21 năm mà chúng ta đã thống nhất được đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Hồ Chí Minh. Trong lúc ấy thì ở Nam Bắc Hàn tới nay mới gọi là bắt đầu một cái quá trình thôi. Tức là nếu chúng ta nói rằng thì là từ cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 53 cho tới ngày nay là 2018 thì nó là 65 năm. Mà cái này chưa ngã ngũ gì hết, chỉ có nói chuyện thôi. Vâng, đấy là chưa ngã ngũ gì. Và rồi thì là mình mới thấy rằng thì là rồi thì là lại có cả một cái chương trình để cho những gia đình mà bị ly khai hai bên mà gặp gỡ nhau. Mình mới thấy rằng thì là những cái gia đình đó khóc khóc miếu miếu được gặp nhau một tuần. Mình mới thấy rằng thì là cái công của Đảng Cộng sản Việt Nam nó lớn lắm như thế nào. Và ở đằng sau nó là có sự sáng suốt của nhân dân Việt Nam. Thành ra tôi nghĩ rằng thì là đây mới là cái điều mà chúng ta nên nói trong cái biến cố mà Nam Bắc họ đương trên con đường gặp gỡ nhau để mà nối lại. Như anh Cường nói, tức là nhân dân miền Bắc thật là có một tấm lòng thương yêu dân miền Nam để có một sự kết hợp độc lập. Thành ra cái cuộc chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam đó, để đi tìm cái sự độc lập, giải phóng cho miền Nam, để đem lại đoàn tụ cho gia đình, cho Bắc và Nam, quốc gia là một. Đó là một cái cuộc làm rất là khó khăn, mà đánh nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một quốc gia rất là lớn, hùng hậu nhất thế giới, mà chúng ta đánh được. Và bên cạnh chúng ta là anh Trung Quốc không muốn người Việt Nam mình đoàn tụ với miền Nam, mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ đã có một sự khôn ngoan, đã lèo lái và làm được cuộc chinh phục và giành độc lập. Và cái mà tôi nói là ông Lê Duẩn ông đặt cái khẩu hiệu là phải đánh năm 1973 đó, tiếp tục đánh, là một cái ý kiến rất là khôn ngoan của Lê Duẩn, khi mà ông nói cái thế cờ cần phải đoàn tụ giữa miền Bắc và miền Nam, đã tới lúc cần phải làm. Và ông Lê Duẩn đã làm một cái hành động tuyệt vời là make decision, là phải đánh miền Nam để đoàn tụ. Và trong khi đó thì bác xong nói thì là nói về cái lòng thương yêu dân tộc của cái người Việt miền Bắc. Thì tôi là một người sinh ở miền Nam, thì tôi cũng nói là cái công và anh dũng, cái kiên cường của những người miền Nam đã đứng lên mà thành lập cái mặt trận giải phóng nhà miền Nam, để kết hợp cùng
cùng với miền Bắc để mà giải phóng dân tộc. Thì cái đó tôi là người miền Nam, tôi thấy ở miền Bắc luôn luôn lúc nào cũng tưởng nhớ tới miền Nam. Chính trong những cái bài hát, trong những câu thơ mà tôi còn nói, tôi còn nhớ, khi xóm làng miền Nam bao la mây phủ trên trời, mà nghe tin Bác Hồ thì là nghe lòng trang chứa niềm tin. Thành ra tôi thấy cái việc thống nhất của Việt Nam từ miền Bắc cho tới miền Nam, cả một dân tộc đều cái đó là khát vọng cả một dân tộc. Vì thế mà Bác Cường hôm nay mới nói rằng dù sao chúng ta cũng so với Bắc Hàn và Nam Hàn, chúng ta cũng vẫn là hay hơn rất nhiều. May mắn. Và may vì mắn thế mà chúng ta chỉ có 20 mấy năm thôi, còn mấy ông Bắc Hàn và Nam Hàn bây giờ là 60 mấy năm rồi mà chưa đi ra đâu cả, chứ hai bên vẫn còn chửi nhau thôi. Như là chí chóe từ năm 1950 cho tới giờ. Thì thưa bác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết thư đề xuất được Triều Tiên gửi tới thông qua đường dây nóng hổi đối thoại trực tiếp vừa được nối lại tại làng đình chiến Panmunjom. Bàn Môn Điếm đó. Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên là Ri Son Gau trái phía trước, và trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc cho Mi Yong Won trong cuộc đàm phán tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 9 tháng Giêng. Thưa quý khán giả, quý có thể vào trong website kbchn.net, quý vị sẽ coi thấy cái bài viết này. Thì đó là những cái, đây là cái hình hai bên đã bắt tay với nhau. Bắt tay lịch sử. Đây là một cái hình ảnh lịch sử. Nhưng mà đó, khi Bác Cường nói 21 năm là một điều may mắn cho đất nước của chúng ta, bởi vì chúng ta có lãnh đạo giỏi, tức là ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên tôi vẫn không đồng ý nữa, là tại sao đáng nhẽ mình không mất 21 năm đúng, mà mình phải được ngay từ năm 1956. Nếu mà Ngô Đình Diệm đồng ý mình có tổng ông, mình có ông thủ tướng tổng thống do ngoại bang đã đặt lên, làm sao mà có cái chuyện đó được. Đó. Và thưa các tuần tới đó, nhân dịp mà cuối tháng đó, chúng tôi nói về ngày mà cái trận đánh Mậu Thân, chúng tôi sẽ nhắc lại cái vấn đề người mà đi vào trong triều đình Huế với chiếc Bác Cường đã nói rồi, đấy chúng tôi có nói rồi, để nhận cái ấn chỉ của ông Bảo Đại, đấy ấn kiếm rồi, ấn kiếm đó, cái Bảo Đại là trao quyền lại cho ông Hồ Chí Minh, và Bảo Đại còn nói câu rằng á, tôi chỉ còn nhìn thấy có một người là ông Nguyễn Ái Quốc, lúc đó gọi là Nguyễn Ái Quốc nhưng phải là ông Hồ Chí Minh, đấy. Mà tại sao sau này Bảo Đại lại bị bắt lên giật dây, đưa qua bên Trung Hoa để gặp bên đó rồi quay trở lại Việt Nam tính lật đổ lại. cái chiếu thoái vị đó của Bảo Đại đó thì đưa cái ấn kiếm cho Trần Huy Liệu. Rồi thì là ông ấy có một cái câu rằng thì là thà làm dân một nước độc lập là còn hơn làm vua một nước nô lệ. Đúng. Cái câu đó, một trong cái câu nó đi vào lịch sử. Thế nhưng mà cũng lại có những các cái ông phản biện, một cái loại phản biện mà cũng gọi là có cỡ. Nói chuyện rằng bây giờ nó lại lật ra cái câu chuyện rằng thì là cuộc kháng chiến mà chống Pháp rồi tới chống Mỹ đó là một cuộc kháng chiến không cần thiết. Không cần thiết. Bởi vì rằng sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt thì nhiều nước đã lấy lại được độc lập rồi. Đúng rồi. Không ạ? Đấy là cái vấn đề. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì mới nhìn thấy rằng cái thân phận của Việt Nam nó ở cái tuyến đầu đất nước, nó muôn vàn khó khăn. Và cũng giống như chuyến trước tôi nói đó, là mình ở bên cạnh cái anh Trung Quốc và lúc nào nó cũng nghĩ rằng thì là nó phải là bành trướng, nó phải là một và Việt Nam lại phải là một cái nước ở bên cạnh nó. Thành ra cái nhà cầm quyền Việt Nam đó vô cùng
khó khăn. Khó khăn, tôi nhớ tới một cái câu mà nhà cầm quyền Việt Nam trả lời hay lắm. Khi mà Trung Quốc nó bảo rằng thì là quý vị mà bên Việt Nam và giới chức của Việt Nam chỉ cần kêu lên một tiếng, kêu chúng tôi tới tiếp tế như như là chúng tôi đã mang quân qua Triều Tiên và năm 53 đó, thì chúng tôi nghĩa là chúng tôi sẽ giúp các bạn, chúng tôi mang đại quân vào. Thế thì là thế, nhưng mà cái nhà cầm quyền Việt Nam trả lời một cái câu hay lắm, trả lời một câu rằng chúng tôi nhận viện trợ quá rộng rãi của người Trung Quốc. Chính là Trung Quốc thực tình là nó là con hạt gạo cắn đôi. Nước Trung Quốc cũng không giàu có gì cả, nhưng mà nó viện trợ nghĩa là triệt để, kể cả giấy bút học trò vân vân. Thế nhưng mà lương khô lương khiếp, nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam trả lời rằng cái viện trợ thì có thể trả được, và vật chất thì chúng tôi trả được, nhưng mà viện trợ bằng người, bằng máu thì chúng tôi không trả được. Chúng tôi cảm ơn. Thành ra cái điều mà Bác Hồ luôn luôn canh cánh, mà Bác Hồ nói hoài là miền Nam trong trái tim tôi. Cái ngày mà Bác Hồ, những ngày gần mất, Bác Hồ cũng nhắm mắt không được là vì miền Nam chưa được giải phóng. Vâng, thế thì cái tại sao có một cuộc kháng chiến Nam Bộ? Các bác cũng biết rồi. Đó là cái sự phản bội của Pháp. Đúng rồi. Thì lúc đó Bác Hồ đồng ý mọi thứ, kể cả là Việt Nam sẽ độc lập trong Liên Hiệp Pháp. Nhưng mà Pháp nó vẫn thấy là nuốt Việt Nam một cách dễ dàng quá, cho nên nó cố gắng nó nuốt. Mà trang bị cho quân đội Việt Nam nữa. Mà đằng sau thì là quân đội quốc gia là đã có Mỹ rồi. Thành ra anh Pháp, vì thế mà miền Nam, Việt Nam là cái lá cờ đầu của giải phóng dân tộc. Vì thế mà Bác Hồ sau này mà nói miền Nam đi trước mà về sau. Đúng rồi, cái câu đó Việt Nam. Khổ thì khổ trước, mà hưởng thì hưởng sau. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta biết rằng á, đi kiếm trên một lãnh tụ, tất cả các thế kỷ, bây giờ chúng ta đang ở thế kỷ 21, chắc chắn là không có một lãnh tụ nào như Bác Hồ. Có ai mà đi khỏi một đất nước 30 năm mà trở về vẫn còn được bầu làm chủ tịch. Đấy. Và Bác Hồ chưa bao giờ làm cái nhà, chỉ làm cái, chưa bao giờ làm cái lãnh đạo cho tới khi mà cái cuộc kháng chiến thành công. Thì bây giờ nói là tôi được nói cái này nó nhiều. Nhưng mà thấy là trong cái sự nghiệp từ lúc Bác Hồ về nước để mà mưu cầu cái độc lập cho dân tộc, và cho đến mà lúc mà tuyên bố độc lập, khai sinh ra cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho tới lúc Bác nhắm mắt, tôi nghĩ rằng chắc Bác không có một cái tài khoản nào riêng. Dạ không, không đấy, có. Không có tài sản trong nước mà cũng không có một chiếc xe. Nghĩa là chỉ còn bây giờ là chỉ còn nhà có cái vali bằng mấy che đó thôi. Đấy. Mà không có tài khoản, không có gì, chỉ có cái đôi dép với lại cái bộ áo, quần áo mà cao cổ mà Bác Hồ thường mặc đấy thôi. Đấy. Chứ còn bây giờ là các ông bây giờ đến cái việc này mà đưa ra tòa đổ bể, ông nào 5-7 khách sạn là ông là đảng viên mà làm thứ tư, nghĩa là nhà tư sản về địa ốc. Thành ra cái đó thì thôi. Đấy, thành ra mình thấy là cái người đi trước như thế nào, và yêu cầu các ông lãnh đạo bây giờ nên theo cái gương đó mà làm. Thưa mỗi thời nó một khác, thưa anh. Mỗi thời một khác. Bây giờ hãy kể cho tôi rằng một cái chế độ nào trên thế giới mà không tham nhũng không? Đấy. Thành ra đó. Good question. Thành ra đó. Thành ra với lại khen ông Hồ Chí Minh rằng thì là ông ấy chỉ có một cái máy chữ, rồi ông ấy không có tài khoản nào, ông ấy nằm trên phản rồi gì đó là chứ ao cá Bác Hồ mới gì đó. Thì thưa, ở miền Nam người ta cũng dựng lên ông Ngô Đình Diệm, đúng không ạ, là người chỉ nằm trên một cái phản và